phim doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong các chiến lược truyền thông marketing của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của phim doanh nghiệp mang lại. Vậy hôm nay để Big Sound Media bật mí những lợi ích vàng mà phim doanh nghiệp mang lại nhé. Thể hiện quy mô của doanh nghiệp. Phim doanh nghiệp là hồ sơ doanh nghiệp được thể hiện một cách sinh động bằng hình ảnh, video thay vì những con chữ khô khan. Phim doanh nghiệp còn truyền tải đầy đủ thông tin về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, tầm nhìn, sứ mệnh, quy mô cũng như các dự án lớn và sản phẩm của doanh nghiệp thông qua những thước phim sinh động, giúp khẳng định vị thế và tiềm năng của doanh nghiệp. Thông điệp đến gần khách hàng hơn. Mỗi doanh nghiệp đều có những sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động sản xuất riêng. Chính vì vậy thông điệp truyền tải cũng sẽ khác nhau. Phim doanh nghiệp cũng làm nổi bật lên thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến khách hàng nhưng vẫn không thiếu đi sự độc đáo, sáng tạo và sức hấp dẫn. Sở hữu các phương tiện marketing phong phú. Hiện nay, mọi người đều dành khá nhiều cho các hoạt động online cho nên sự thay đổi để trở nên đa dạng, linh hoạt hơn trong marketing sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các hoạt động quảng bá phù hợp, thể hiện được sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Các bài viết giới thiệu về doanh nghiệp giờ đây không còn hiệu quả như trước đây. Thay vào đó, người xem dễ dàng bị thu hút bởi hiệu ứng hình ảnh, âm thanh sống động. Hơn nữa, phim doanh nghiệp còn góp phần thể hiện được sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp, tạo được sự uy tín, tăng niềm tin và thiện cảm của khách hàng vào thương hiệu. Xây dựng và quảng bá thương hiệu ngày càng đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, ý tưởng sáng tạo. Vì thế, các doanh nghiệp cần nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của khách hàng để có thể đưa ra các chiến lược hiệu quả. Phim doanh nghiệp đã, đang và sẽ giữ vững vị trí của mình trong xu hướng video marketing.